Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 11. Chương trình có những nội dung chính sau. Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến thị trưởng thành phố Lima trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Peru. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 39, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Kiểm toán nhà nước tổ chức sơ kết cơ chế phối hợp với các địa phương. Người dân Mỹ Điền phấn khởi trước ngày khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 11 theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Peru, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến thị trưởng thành phố Lima, Rafael López Aliaga. Vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu tiên đến với thủ đô Lima tươi đẹp, Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ, tuy thời gian ở thăm Lima không dài, nhưng đoàn đại biểu Việt Nam nói chung và cá nhân Chủ tịch nước Lương Cường nói riêng hết sức ấn tượng với bề dày lịch sử và văn hóa độc đáo của thành phố Lima. Bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước Lương Cường, thị trưởng Lima Rafael López Aliaga cho biết, cũng như tất cả người dân Peru, người dân thành phố Lima luôn trân trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam. Thị trưởng thành phố Lima Rafael López Aliaga khẳng định sẵn sàng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn sớm thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Lima với một địa phương của Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường thông tin cho thị trưởng Lima Rafael López Aliaga về kết quả tích cực của các cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo cấp cao Peru, chia sẻ việc hai bên đã nhất trí thảo luận về việc nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới trong thời gian tới. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị chính quyền thành phố Lima, với vị trí là thủ đô, sẽ đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều mặt giữa Việt Nam và Peru. Đề nghị thị trưởng Lima Rafael López Aliaga tạo điều kiện cho tập đoàn Viettel mở rộng đầu tư tại Peru. Thị trưởng Lima Rafael López Aliaga khẳng định ủng hộ Viettel đầu tư tại Peru, đặc biệt là phủ sóng toàn diện ở những vùng sâu, vùng xa. Nhân dịp này, chính quyền thành phố Lima đã quyết định trao tặng Chủ tịch nước Lương Cường chiếc chìa khóa biểu tượng của thủ đô Lima và công nhận tư cách khách mời danh dự, nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch nước Lương Cường về việc thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ bền vững, thực chất và hiệu quả giữa hai nước, cũng như thể hiện sự trân trọng và tình cảm của thành phố Lima đối với chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Peru. Nhân dịp tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2024 tại Lima, Peru, chiều ngày 14 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Hassanan Bolkiah. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển hiệu quả của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei, nhất trí phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng. Trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp, duy trì triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027, tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là bốn lĩnh vực ưu tiên gồm dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm halal, du lịch và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Brunei mở rộng đầu tư kinh doanh, đề nghị Brunei tạo điều kiện cho sản phẩm halal của Việt Nam có thể xuất khẩu sang Brunei. Quốc vương Brunei Darussalam Hassanan Bolkiah nhất trí với Chủ tịch nước Lương Cường về việc hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng. Cũng trong chiều ngày 14 tháng 11 tại Lima, Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi tiếp đoàn Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau và phần lớn đều có dự án đầu tư tại Việt Nam. Cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường dành thời gian tiếp, đại diện các doanh nghiệp khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có vai trò rất quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đại diện các doanh nghiệp cam kết tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với các ngành lĩnh vực mà doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được tiếp Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC, nhấn mạnh sự kiện này thể hiện sự quan tâm của nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và khu vực APEC trong các lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và phát triển xanh. Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng rằng, với tinh thần hợp tác và niềm tin vào tiềm năng phát triển chung, mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng như khu vực APEC sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc ngày 14 tháng 11 tại thủ đô Praha, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel và hội đàm với một số lãnh đạo cấp cao của nước này. Tại các cuộc hội đàm hội kiến, các nhà lãnh đạo Cộng hòa Séc thống nhất đánh giá quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước Cộng hòa Séc Việt Nam đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội tốt để đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Cộng hòa Séc dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế ngày nay. Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Cộng hòa Séc, đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung Âu. Đề nghị Cộng hòa Séc giúp vận động các nước liên minh châu Âu EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA, vận động Quỹ ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam sang học tập và du lịch tại Cộng hòa Séc. Cảm ơn Quốc hội và chính quyền các cấp của Cộng hòa Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại nước này. Cũng trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp bà Katarina Konecna, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Séc, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam, dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tiếp Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Séc Việt Jaroslav Vitek, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia ở Praha. Sáng nay tại nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Báo cáo tại phiên họp, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, các cơ quan đã nỗ lực để chỉnh lý dự thảo luật theo hướng bảo đảm các quy định rõ ràng, thực chất, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cao nhất cho người đi khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Theo đó, dự thảo luật quy định đối tượng học sinh sinh viên tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ để đảm bảo tính ổn định khi tham gia bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng này, đồng thời bổ sung làm rõ các hình thức khám bệnh, chữa bệnh mới được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế như khám bệnh, chữa bệnh từ xa, khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà. Quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế được thiết kế trên cơ sở xóa bỏ địa giới hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh, giữ ổn định mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của luật hiện hành và mở rộng với một số trường hợp như bệnh hiếm nghèo, được lên thẳng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu. Thảo luận các ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các nội dung lớn của dự thảo luật. Sau phiên họp, Thường trực Ủy ban Xã hội chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo luật và báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi xin ý kiến rà soát kỹ thuật văn bản gửi đại biểu Quốc hội theo quy định, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ trước khi Quốc hội xem xét thông qua tại cuối đợt 2 của kỳ họp này. Sáng nay tại tỉnh Vĩnh Long, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang và Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước. Tham dự hội nghị có ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Trần Minh Khương, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Trương Đức Thành, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 9; lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh. Về phía tỉnh Vĩnh Long, tham dự hội nghị có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, thời gian qua, trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký kết giữa Kiểm toán Nhà nước và các địa phương với các nội dung như phối hợp trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, kết luận kiểm toán, phối hợp trong hoạt động giám sát, thẩm tra, giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương, phối hợp trong công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử, phối hợp trong công tác tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và các hoạt động giám sát, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công tại các địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi quy chế phối hợp Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh đã tích cực, nghiêm túc triển khai thực hiện hoạt động của các bên trong công tác phối hợp thực hiện trên cơ sở tuân theo pháp luật và quy định của các bên tham gia quy chế. Các nội dung phối hợp là thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, cơ bản đã được triển khai thực hiện đầy đủ, hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán, hoạt động thanh tra các cấp. Hàng năm, thông qua hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã tư vấn và giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý sử dụng ngân sách. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm toán nhà nước giữa Kiểm toán Nhà nước và các địa phương trong thời gian qua. Qua đó đề xuất những định hướng, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và các địa phương trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại các địa phương trong thời gian qua đã góp phần tư vấn giúp các địa phương hoàn thiện hơn trong công tác quản lý điều hành ngân sách, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. Các kiến nghị kịp thời của Kiểm toán Nhà nước đã góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành ngân sách địa phương. Tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân và Kiểm toán Nhà nước. Với cái việc ký kết quy chế phối hợp hôm nay, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ý thức và nhận thức rằng sẽ chủ động hơn, tích cực hơn trong công tác phối hợp để thực hiện quy chế phối hợp đạt hiệu quả và kết quả cao hơn nữa. Từ đó, để đảm bảo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan để hướng đến mục tiêu chung, đó là giúp cho việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đúng theo quy định của pháp luật và thực hiện một cách công khai, minh bạch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đánh giá cao hiệu quả của công tác phối hợp thực hiện quy chế đã ký kết giữa Kiểm toán Nhà nước và các địa phương và yêu cầu trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước và các địa phương cần tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục dựa trên phương châm phối hợp, đồng hành, phát triển, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về kiểm toán nhà nước, chuẩn mực, quy trình kiểm toán, quy chế hoạt động của đoàn kiểm toán nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp các ngành ở địa phương về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước, nhất là pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán và thực hiện kế hoạch kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật. Với địa phương thì chúng tôi yêu cầu là các đồng chí phối hợp chặt chẽ với chúng tôi trong việc xây dựng cái kế hoạch kiểm toán để giúp cho ngành thực hiện cái phương châm là tinh gọn, chất lượng hiệu quả, không chồng chéo, không ảnh hưởng đến cái hoạt động của địa phương và các cơ quan ban ngành được kiểm toán. Phối hợp rất là chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, chuẩn bị hồ sơ tài liệu rất đầy đủ theo đúng ý quy định của pháp luật. Cái thứ hai là tổ chức cơ quan đơn vị chọn những cán bộ mà hiểu biết, nắm chắc vấn đề để phối hợp với kiểm toán, trao đổi thẳng thắn với cái tinh thần đúng nhận sai cãi. Có như vậy mới giúp cho cái chất lượng báo cáo kiểm toán tốt hơn, giúp cho cái hiệu lực của kết luận kiến nghị kiểm toán tốt hơn,
Khi ban hành ra thì chúng ta cùng phối hợp tổ chức thực hiện. Nhân dịp này, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang và Trà Vinh đã ký kết quy chế phối hợp về công tác Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tới. Đồng thời, nhiều cá nhân đã được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước do có nhiều đóng góp vào công tác Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Thành Dãnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 cùng với ngành giáo dục cả nước. Năm học qua, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục toàn diện, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đội ngũ giáo viên được cơ cấu hợp lý, từng bước khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Toàn ngành tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật như phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học hạnh phúc. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Đến nay, tỉnh có một nhà giáo nhân dân, 113 nhà giáo ưu tú, hơn 700 nhà giáo đạt danh hiệu Viên Phấn Vàng. Nhân dịp họp mặt, nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc trong các phong trào thi đua được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, cờ thi đua và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh 29 nhà giáo ưu tú, 35 nhà giáo đạt danh hiệu Viên Phấn Vàng và 3 gia đình nhà giáo tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long năm học 2023-2024. Sau khi thực hiện khảo sát tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, giám sát tại Cục Thuế và Sở Tài chính tỉnh, sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo dự thảo báo cáo, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 10 được 5.670 tỷ 738 triệu đồng, đạt 95% so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương 7.473 tỷ 034 triệu đồng, đạt 66,94% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tại cuộc họp, các thành viên Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị trong báo cáo cần làm rõ thêm các nội dung như về giao quyền sử dụng đất, giải pháp tăng thu, chống thất thu, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phân loại nguyên nhân thu hồi tạm ứng, giải pháp tập trung các nguồn thu có khả năng thu và bổ sung các nguồn thu mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị khu vực 4 trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu đề dẫn hội thảo. Phát biểu khai mạc đề dẫn hội thảo, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội thảo là dịp để tổng kết việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở Việt Nam, đồng thời phân tích những nguyên nhân và những tác động đến đồng bằng sông Cửu Long trong thực hiện bảo đảm, bảo vệ quyền con người. Tại hội thảo hôm nay, Ban tổ chức đề nghị các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý ở các địa phương tập trung thảo luận làm rõ hơn một số vấn đề sau đây. Một, nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. Hai, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở đồng bằng sông Cửu Long. Ba, phân tích bối cảnh, các yếu tố tác động đến việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong các tham luận và thảo luận tại hội thảo, các tác giả, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ sâu sắc hơn nhận thức về vai trò tầm quan trọng, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người ở đồng bằng sông Cửu Long,
cũng như bối cảnh, các yếu tố tác động đến bảo vệ, bảo đảm quyền con người. Nhìn từ góc độ an sinh xã hội thì để đảm bảo quyền con người, quyền bình đẳng ở đồng bằng sông Cửu Long thì bản thân cũng mạnh dạn nêu lên một số cái giải pháp để có thể góp phần thực hiện tốt cái hoạt động này. Một là nâng cao nhận thức của cấp ủy, của chính quyền, của cán bộ đảng viên về việc chăm lo những vấn đề về an sinh xã hội và đảm bảo quyền con người. Cái giải pháp thứ hai đó là phải gắn chặt phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quyền con người. Thứ ba là đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tăng cường đầu tư cái hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội và đẩy mạnh liên kết vùng để thực hiện những cái công trình mà kết nối về kinh tế, kỹ thuật, cả văn hóa, xã hội nữa ở trong bảo vệ quyền con người. Cũng trong hội thảo, đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cần tổ chức phối hợp thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với đồng bằng sông Cửu Long, tập trung đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ khoa học công nghệ của vùng để tiến kịp đà phát triển của đất nước. Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cơ quan thường trực tổ chức Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Đến chiều nay thì tất cả các công tác chuẩn bị tổ chức festival đã cơ bản hoàn tất. Cụ thể, các sở ngành chức năng cùng các cơ quan đơn vị địa phương được giao nhiệm vụ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các công tác chuẩn bị từ khâu nội dung, tuyên truyền, lễ tân khánh tiết đến công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, công tác chuẩn bị nội dung đảm bảo phân luồng giao thông cho lễ khai mạc và bế mạc đã được Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít tập trung thực hiện. Hiện các ngành chức năng tiếp tục triển khai các công tác bố trí nơi ăn nghỉ, đưa đón đại biểu tham dự khai mạc và các chuỗi hoạt động festival theo kế hoạch. Triển khai hoạt động các đội hình tình nguyện viên phục vụ công tác lễ tân hậu cần. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau festival trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phương án đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện khác phục vụ cho festival. Đến chiều nay, hạng mục phố đi bộ thành phố Vĩnh Long tại khu dân cư TNT Phước Thọ, đường Phó Cơ Điều, phường 3, một trong những điểm nhấn nằm trong khuôn khổ sự kiện festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 đã cơ bản hoàn thành. Hiện tại, đơn vị thi công đang hoàn thiện các phần việc cuối như bày trí các chậu hoa, bình gốm, tổng vệ sinh, test hệ thống đèn trang trí. Trong những ngày diễn ra festival, tại phố đi bộ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, giới thiệu quảng bá sản phẩm gạch gốm đỏ truyền thống Vĩnh Long, không gian trình diễn âm nhạc đường phố, triển lãm ảnh nghệ thuật gạch gốm đỏ kinh tế xanh, trưng bày máy móc nông cụ sáng chế của nông dân, cùng phố ẩm thực đêm với thực đơn đa dạng hấp dẫn. Trong sáng mai tại phố đi bộ thành phố Vĩnh Long sẽ diễn ra lễ trồng cây lưu niệm vì một trái đất xanh, tổng kết trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề môi trường xanh, cuộc sống xanh, du lịch xanh trước khi chính thức khai trương phục vụ người dân và du khách vào 18 giờ cùng ngày. Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên được tỉnh Vĩnh Long tổ chức từ ngày 16 cho đến ngày 23 tháng 11 ngay tại làng nghề gạch gốm truyền thống dọc tuyến kênh Thầy Cai, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít. Với ý nghĩa gìn giữ, phát huy giá trị của làng nghề truyền thống, những ngày qua, người dân tại khu vực làng nghề này đã luôn háo hức chờ đợi ngày khai mạc và phấn khởi kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của làng nghề trong tương lai. Đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận trong ngày hôm nay trên tuyến đường huyện 34, đường giao khu vực điểm tổ chức lễ khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất. Chính quyền địa phương và người dân đã cùng chung tay dọn dẹp, tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh, sáng, xanh, sạch, đẹp, chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày 16 tháng 11. Bản thân em và bà con ở đây thì rất là vui phấn khởi. Thì bà con phối hợp với ban chỉ đạo của xã với chính quyền địa phương cùng nhau hỗ trợ dọn dẹp cảnh quan môi trường thông thoáng để được cho làm
mọi người ở bạn bè trong nước và cũng như quốc tế được giới thiệu quảng bá đến truyền thống làng nghề gạch gốm của địa phương. Và cũng mong là qua cái sự kiện này thì cái làng gạch gốm của địa phương em được mọi người biết đến và kinh tế của địa phương em cũng ngày càng phát triển. Đây là tự hổng gài mừng, dân phấn khởi, kể như là chạy vô chạy ra thấy cũng vui. Nhưng mà mình làm đặng sau nghề gốm này nó có phát triển. Theo lãnh đạo xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, những ngày qua, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã cùng nhau ra quân, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, cắt tỉa gọn các cây xanh hai bên tuyến đường vào điểm lễ cũng như dọn vớt rác trên dọc tuyến kênh Thầy Cai, đảm bảo tạo diện mạo mới đón chào Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất. Còn đảng bộ và cả người dân trên địa bàn ấp Mỹ Điền xã Mỹ Phước thì rất phấn khởi được hãnh diện được trên chọn nơi diễn ra festival để đặc trưng của sản phẩm đặc trưng của là địa phương thì người dân rất là phấn khởi và rất là vui, kỳ vọng là sẽ được các ngành chức năng tiếp tục quan tâm là hỗ trợ cho chỗ địa phương phát huy cái truyền thống làng nghề để giữ vững cái làng nghề là phát triển cái kinh tế ở địa phương nhiều hơn. Trong những ngày qua, tại khu vực ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Phước, luôn nhộn nhịp đông vui. Mỗi người, mỗi việc cùng chung tay góp sức. Ai cũng mong muốn sau festival này, làng nghề truyền thống gạch gốm sẽ phát triển bền vững. Tin bão gần Biển Đông, cơn bão Usagi. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, sau chuyển hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 121,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông nam Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tốt cho chương trình sân khấu hóa trong khuôn khổ lễ hội khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024, từ nhiều ngày qua, đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng đã nỗ lực tập luyện với mong muốn có một chương trình chất lượng nhất để mang đến khán giả cũng như du khách gần xa đến với Vĩnh Long. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với hình ảnh về các buổi tập luyện cho chương trình biểu diễn nghệ thuật của Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long. Thời gian qua là sự nỗ lực tập luyện của các nhóm gần như là cố gắng hơn 100% sức bản thân mình, bởi vì là trước khi xuống tới Vĩnh Long này thì là các bạn ở trên thành phố Hồ Chí Minh là tập luyện sáng trưa chiều tối, có những ngày là phải tập luyện tới 11-12 giờ đêm để có thể là đảm bảo được chất lượng của chương trình mình tốt nhất. Những ngày này, quê hương Vĩnh Long đang tất bật mọi công tác để sẵn sàng chào đón Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Vương quốc đỏ gạch gốm trăm tuổi tại Vĩnh Long đón chào du khách gần xa đến để trải nghiệm vẻ đẹp mộc mạc, bình dị mà vẫn đặc trưng và ấn tượng nơi đây. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thời sự tối nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.